mày bây giờ ngày xưa mày không dám đi khám định kỳ cho mày đúng không? Thì bây giờ mày dám lấy tiền đó mày đi khám định kỳ. Cái bà chị gì? Tôi chỉ không đi khám định kỳ, bảo được bà 60 triệu thôi, chị cứ đi khám định kỳ theo đợt đó. Ê, mà có một nhóm vừa được đi Thái Lan. Cửa hàng nào mà kiểu như xuất sắc á, đặt danh số cao á. Ra tiệp cũng khéo cổ cửa hàng mua gần để hỏi con bé coi họ chắc thông tin cho dùng. Đi tuyển trên tổng. Ê, chị đăng ký vào link thì đó. Thì vô dễ đậu. Phỏng vấn đến tổng à, trên link à? Nhưng mà theo khu vực á, khu vực nào nhiều. Nhưng mà thi đậu vô bằng cách gì? Thì lên đó lên có link đăng ký đúng không? Ăn mà thông báo link đăng ký đúng không? Nhưng mà ví dụ như trong công ty là có lịch tuyển dùng là con bé không biết chứ. Con hơn bọn chị chơi đời trên mạng. Không, chị lên mạng sẽ có mà. Là một năm nó tuyển mấy lần mà. Hôm bữa chị thấy có tuyển nè. Em vừa đậu đợt đó đó. Em mới đi làm có 2 tuần đó. Mà nha, em mới nói cùng đi đậu cái ông kia hỏi em rõ lắm luôn. Vô phát là được luôn à? Vô phát là được bảo hiểm chữa bệnh luôn à? Không, răng vô phát mà được. Phải là 2 tháng nó mới đóng bảo hiểm chứ. Một tháng rưỡi. Nhưng mà thi vô bằng cách chia sẻ nè. Mi lên mi đăng ký đúng không? Ừ. Đăng ký trên cái link. Sau đó mi lên đó nó sẽ cho mi thêm một cái mã QR trên Zalo á. Mi vào cái mã nữa mi đăng, nó sẽ cho mi một cái link đăng ký và chức vụ mi cần. Ừ. Sau đó mi lên đó sẽ có một đám phỏng vấn mi. Nói chung gần như là khu vực nào cần là nó sẽ phỏng vấn trực tuyến lên mạng đó. Không, lên văn phòng trên 144 của Đỗ Quang á. Ấy là phỏng vấn bình thường đâu hả? Đỗ Quang mới hay à, là không 144 Quang Trung. Sau lưng bệnh viện. Phỏng vấn bình thường đâu hả? Phỏng vấn bình thường mà không cần hồ sơ luôn. Ý là phỏng vấn thì cứ hỏi em đã làm ở đâu nè. Mới đem hồ sơ lên. Khi nào phỏng vấn em nhân viên của nó cũng đơn giản mà. Nhận đơn giản mà, nhưng mà quan trọng là mày đúng khu vực nó đang cần thì nó nhận thôi. Quan trọng là nó sẽ hỏi mày là có mua được xe Vinmark hay mua được máy điện thoại Vinmark không thì mày phải ôn nha, nói ok. Thì cứ nói ok trước đi đã. Rồi sau tính. Bọn trong đó bây giờ đứa nào nói ok mà có đứa nào đã mua đâu. Nha chỉ có Vinmark thôi nữa. Mà hắn có thi lên chức mà, bọn này thi lên lương, ví dụ lương lúc đầu 5,2 triệu đúng không? Sau thi này lên lương dần, lên lương tay nghề nữa. Sau này thi lên phó luôn, thi lên trưởng. Chứ không giống bên mình đâu. Có nghĩa là bọn nó có thi như kiểu một lớp trường lớp đàng hoàng á, đi để đậu nha. Đậu vào để được lấy bảo hiểm cũng phải thi luôn. Bé đang học thi lòi mắt rồi. Đang đi học, sáng đi học ở bên Quang Trung nó. Cái gì? Quang Trung nó. Đi học à? Đi học đàng hoàng, rồi đi thi. Giai đoạn đầu đấy mà bảo đi vào đó mà gặp cửa hàng tốt như cửa hàng bé nữa. Mà hắn thưởng doanh số cao lắm. Và bảo đi tuyển. Ê, mình nói đi, hắn cứ danh nói của mình hết. Mình màn hình mình chẳng nói gì mà hắn nói cho nhiều cả sóng luôn. Thì bây giờ mọi người hỏi thì em trả lời. Thì nói nhiều quá đi. Mình phải nói vấn đề. Để cho bọn chị nói vui. Nhưng bọn chị đang hỏi em. Đang hỏi phải cho nói chứ. À.